Hôm nay mình nấu chè đậu trắng nha các bạn. Đậu đã luộc sẵn đây nè. Rồi mình về mình đổ ra cái rổ á. Mình xả nước ấm ấm ngay dồi á, mình xả mình để cho cái mài vỏ, cái mài hột đậu nè nó tróc ra. Nó tróc ra, nó luộc lại phải có cái rổ nha, xốc xốc với nước dừa ấm á, nước ấm ở trong cái dồi nè. Đó, đây là 5 lon đậu mình đã rửa sạch với nước ấm nè. Trong cái rổ mình luộc lại đó để cho cái mài nó rớt đó. Ở đây là hơn 2 lon nếp nè các bạn. Hôm nay mình nấu chè đậu trắng nha. Trong nồi này có 2 lít nước nữa các bạn, 2 lít nước với lại 2 lon nếp mình đã vo sạch nhờ, mình bỏ ra đây mình nấu cho nó sôi lên nha, bỏ cầm nó dưới cho nó thơm. Các bạn đừng có quậy quậy nha, đẩy đuổi đuổi nó lên nha, đừng cái nếp nó dần, để cho cái nếp nó chín đều á. Nó đang sôi nè, đang sôi mình cứ đó, nó sôi cái mình đẩy đẩy để cho nó đừng có lóng ở dưới nó khét nha các bạn. Đó, mình đẩy đẩy nè, đẩy đẩy lát để cho nó sôi nó nở, nhìn hộp nếp nó nở nó trong á thì mình mới mới nấu tiếp ha. Bây giờ cứ để cho nó sôi 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 tim từ từ đi ha, rồi bắt đầu mình mới bỏ đường vô nha các bạn. Thôi xin nếp sôi rồi đó, mình dặn nhựa rửa riêu riêu nha các bạn, là bên này là đợi hộp nếp nó trong như vậy nè, đợi hộp nếp nó trong nha, nó trong mình cắn thử hộp nếp thấy nó chín nó mềm được nha. Đó, mình cứ đuổi đuổi như này để cho nó không có khét cái giữa đó, lửa nhỏ lắm, bây giờ là nếp nó đã chín trong rồi, bắt đầu mình bỏ nè một muỗng cà phê muối vô ha. Với lại đây là 2 cốc đường nè các bạn, 2 cốc nha. Ăn thôi mình muốn bỏ ngọt nhiều hơn cho mình ha, mình bỏ 2 cốc nè, 2 cốc đường vô nha, 2 cốc đường vô. Bỏ 2 cốc đường vô ha, mình cứ đuổi cho đường nó tan nha. Đó, mình cứ đẩy 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 đi nè, đừng có quậy lên, mình cứ đẩy đẩy qua đẩy lại vậy đó. Đó, mình cứ đẩy đẩy đi nè cái đường nó tan ha. Đó, để cho dưới nó không có nếp, nó không có đạo đẩy lại đó các bạn. Đó, bây giờ mình đẩy cái đó cho nó tan nè, tan đường đi. Đường mình bỏ 1 muỗng muối, 2 cốc đường trong đây này ha. Cái hộp nếp bắt đầu nó nở nở ra nghe, nhưng mà nó đã mềm mềm chín rồi đó, nó nở vậy nè. Mình đừng có quậy nha, mình quậy hộp nếp sẽ bị nát. Mình cứ đẩy vậy nè, cứ đẩy vậy nè, đẩy cho đường nó tan ha. Đó, đường nó tan nè, nó tan bắt đầu mình bỏ cái đậu đậu vô nha. Đó, nếp nó sôi lại nha, sôi nhẹ thôi, mình dặn lửa nhỏ cho nó sôi nhẹ lại thôi ha. Bắt đầu mình bỏ đó, mình bỏ đưa đậu vô nè, đây là 5 lon đậu nha các bạn. Ăn thua mình bỏ đậu nhiều ít nha, mình bỏ đây 5 lon nè, các bạn muốn bỏ nhiều thì tùy các bạn ha. Nếp này đã nấu chín, là rửa sạch và đãi vỏ rồi nha, mình đãi giờ đỏ cái mài đó, cái mài của đậu á. Đó, là mình cho vô. Cho đậu vô vậy nè. Ăn thua các bạn muốn bỏ ngọt nhiều thì ngọt ít ha. Mình bỏ đây là 2 cốc đường nè, 2 cốc đường đó. Bắt đầu mình cứ đũa tới đũa lui đó, đẩy 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 cái muỗng rồi cho đậu nó đều nhau. Mình bỏ đậu vô trong nếp nè, đậu đã thấm đường các bạn, dặn lửa nhỏ nha, mình đẩy đẩy nè, đừng có quậy nha, để cho hộp nếp nó còn nguyên hạt á, nếp nó còn nguyên hạt nè. Bắt đầu mình quậy 2 muỗng ăn cơm rồi nè, 2 muỗng ăn cơm bột năng, 2 muỗng ăn cơm bột năng này mình quậy vô
mình cho nó cho nó kết lại nhất là không bị giữa, nó không bị giữa với chè của mình. Đó, giờ mình quậy quậy hai muỗng bột năng lại ha, quậy cho nó cái tan hết trơn rồi bắt đầu mình đổ vào trong cái chè nha các bạn. Đầu này mình bỏ bột năng vô nha, hai muỗng muỗng cơm mình bỏ vô. Đó, bắt đầu mình cho bột năng nó đều ha, để khi mà chè nó chín rồi đó, mình để nguội nó không bị giữa nước đó. Mình bỏ hai muỗng bột năng vô rồi đó, rồi mình xới lên cho các bạn. Cái chè mình làm xong rồi các bạn, mình để nắp nè, để nắp cho nó kín đó, để cho nó kín các bạn. Bây giờ mình làm qua nước cốt dừa nha. Qua đây mình có một lon nước cốt dừa này, cốt dừa này đậm đặc lắm nè. Bắt đầu mình cho vô cái một lon nước luôn, một lon nước cốt dừa đậm đặc này nè, mình cho vô một lon nước lạnh pha vô nha các bạn, pha vô một lon nước luôn đó. Bắt lửa lên nè. Ở đây mình có hai muỗng bột năng pha ra, lát mình cho với nước dừa. Cái đây đây mình có hai muỗng đường cát, hai muỗng ăn cơm đường cát, với lại nửa muỗng muối nha các bạn, như là một ống vani ha. Bây giờ mình làm nước cốt dừa nha. Cốt dừa mình để cho nó sôi lên. Đây là hai muỗng bột năng nè, mình pha tí nước cho nó loãng đó. Bắt đầu mình cho nước dừa này nó sôi lên đi, cho nước dừa nó sôi lên nha các bạn. Xong mình bỏ hai muỗng bột năng này vô, với lại hai muỗng ăn cơm đường, hai muỗng ăn cơm đường, với lại nửa muỗng cà phê muối và một ống vani nha, nè một ống vani nè. Sau khi mình thắng một lon nước dừa nè, một lon nước cốt dừa với một lon nước lạnh nha, hai muỗng ăn cơm đường, nửa muỗng cà phê muối và một ống vani, nước dừa đã xong rồi các bạn. Bây giờ mình tắt lửa ha, tắt lửa để nguội nè. Chè mình đã đó, chè mình đã có thể múc ra được rồi, nhưng mà để cho nó xíu cho nó ráo mặt lên rồi bắt đầu mình múc ra chén rồi mình chế nước cốt dừa lên nha các bạn. Chè mình đã nấu chín rồi các bạn, khi mình múc ra mình không bị giữa nước này các bạn thấy không? Đó, cái nước chè không bị giữa nước tại vì mình bỏ bột năng vô đó, đó nên nó không bị giữa nước ha. Cái chè mình bóc ra nè, đó. À, đây là nước cốt dừa mình làm xong rồi nè, một lon nước cốt dừa, một lon nước dảo, hai muỗng cà phê, một lon nước cốt dừa, một lon nước dảo, với lại hai muỗng canh đường, nửa muỗng muối, với lại hai muỗng canh bột năng, pha tí nước vô đó các bạn. Đó, khi mà khuấy cho nó đều chín nó trơn rồi nó sôi với cốt dừa, mình bỏ ống vani vô nha. Đó, mình bỏ ống vani vô. Đây chè mình đã làm xong rồi các bạn. Đó, hôm nay mình góp thêm món chè đậu trắng với các bạn nha. Mình chúc các bạn vui khỏe ha. Đó.